trên tầng lầu thứ 110. Ta đã thấy một người đàn ông gọi về cho vợ mình và nói rằng: "Em ơi, anh chắc không thoát nạn đâu." Đêm đó, anh đã không về với gia đình. Trên tầng lầu thứ 23, ta cũng thấy một người đàn bà kêu gọi danh ta để được cứu. Nhưng qua 50 năm qua, ta đã gõ tấm lòng của bà, nhưng bà không theo ta. Có người đã gặp ta lần đầu tiên trên tầng lầu 86. Có người đã thấy ta trong hơi thở cuối cùng. Có người nghe tiếng gọi của ta trong khói lửa. Nhưng cũng có người từ chối ta. Ta đã nghe sự kêu cầu của các ngươi. Ta đã sai những người đến giúp đỡ. Ta đã nghe sự khao khát, khóc lóc của các ngươi. Ta đến an ủi các ngươi. Lúc nào ta cũng ở cùng các ngươi. Trong sự hoạn nạn, ta ở bên cạnh các ngươi. Nếu các ngươi có kêu cầu ta, nếu các ngươi lắm vào sự đau khổ, các ngươi có tìm đến ta hay không? Ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một ngày đã kết liễu cuộc hành trình một số người. Nhưng tương lai cũng sẽ có một ngày kết liễu cuộc đời của anh. Anh có sẵn sàng chưa? Lúc đó, ta sẽ sẵn sàng ở đó. Hãy tìm kiếm ta khi ngươi còn có cơ hội. Hãy nhớ rằng ta thương anh.